Đâu phải cái gì bỏ tủ lạnh cũng được đâu mẹ. Với lại mẹ coi nè, chuối này chín chưa có đều, hai đầu nó còn xanh lè xanh lét à. Cái này là ngâm quá chất chắc luôn á, ăn không có tốt cho sức khỏe đâu. Con bỏ nha mẹ, lần sau mẹ nhớ lựa kỹ kỹ làm con nha. Ok. Mẹ. Cái gì nữa? Sao tự nhiên mua nước rửa chén mà không có nhãn hiệu gì vậy? Này không có tốt đâu, mua có nhãn hiệu đàng hoàng, nó vệ sinh hơn mà an toàn cho sức khỏe mình nữa. Mốt lựa kỹ giùm con nha mẹ. Ok, con bỏ này nha mẹ nha. Trời ơi, con này nó quá vắt rồi. Nó là dâu tôi chứ phải bà nội tôi đâu. Mà cái gì tôi bỏ thì tôi mua nó bỏ là sao vậy? Mùi gì vậy mẹ? Có mùi gì đâu. Không, nghe mùi rõ ràng luôn á. Mẹ đâu có nghe mùi gì đâu, bình thường à. Không ổn mẹ ơi, cái mùi nhức đầu quá à. À, chắc là tại vì lâu quá không có xài mùi móc á, mùi móc. Vậy hả? Không được, nghe mùi muốn ói quá mẹ ơi. Có bầu mà. Cho mày biết tay ha. Biết tay bà má chồng mày. Mày ói hả con? Cho mày ói luôn nè con. Con có bầu hả con? Sao ói dữ vậy? Con nói thiệt á, phải chi chủ nhà nào á mà cũng được thoải mái như cô thì hay biết mấy ha. Ồ, có gì đâu cô ơi. Con nói thiệt á chứ, cô còn cho con đồ ăn đem về nhà nữa. Còn thấy mình thiệt là may mắn khi mà được nhận công việc ở đây đó. Tôi nói thiệt á nghe, tôi thì tôi thoải mái thiệt. Tôi không có thích cái kiểu mà bà chủ với lại người giúp việc đó. Nhưng mà con dâu tôi thì khác nghe, nó thích ra lệnh cho người khác lắm. Mà tôi không thích cái chuyện có tánh vậy. Trời ơi, con thấy cô nói cũng đúng á. Mấy bữa nói chuyện với chị Hoàng Anh mà con sợ quá trời luôn á. Trời ơi, tôi còn sợ hơn chị cô. Mà cô ừ? Mấy lần nói chuyện với chị Hoàng Anh á, con hay thấy chị nói cô y như con nít vậy đó. Cái gì? Nó nói tôi là con nít hả? Dạ. Trời ơi, nó nghĩ sao mà nó nói tôi giống con nít vậy trời. Trời ơi cô ơi, ý của chị không có phải là như vậy đâu. Ý của chị nói cô giống con nít đó là cô hồn nhiên vô tư không có suy nghĩ đó. Trời ơi, cô không có biết đâu, tôi ở chung nhà tôi biết mà. Ý nó không phải là nói tôi vô tư đâu. Ý nó nói tôi á là lớn tuổi già mà không có não đó, nói chuyện không có suy nghĩ với con nít gì đó. Trời ơi là trời, nghĩ sao vậy? Cô trời ơi, con nói cô nghe nha. Cô đừng có nói lại với chị Hoàng Anh nha. Tại vì con lỡ miệng con nói với cô vậy thôi, con không biết là cô giận như vậy. Con nghĩ là chị nói như vậy là tốt thôi chứ không có phải là trách móc hay là nói gì cô đâu. Trời ơi, cô không có biết đâu, ý nó không phải là khen tôi đâu mà nó chê tôi không á. Nghĩ sao tôi là má chồng nó mà nó so sánh tôi với con nít nè trời. Trời cô, con năn nỉ cô nha. Cô làm ơn cô đừng có nói lại với chị Hoàng Anh nha. Trời ơi, chị mà biết vậy á, chị nói con nhiều chuyện nữa, chị đuổi gì con á, tội nghiệp con nha. Cô đừng nói chuyện này. Cô lo làm gì của cô đi. Trời ơi, tôi đang tức quá đây nè, nghĩ sao vậy? Tôi về mà nói tôi con nít nè. Trời ơi. Tôi già vậy mà nói tôi con nít. Nghĩ sao mà nó nói vậy được. Ai vậy? Mẹ ơi. Gì? Mẹ có kim chỉ không? Mẹ cho con mượn với mẹ. Không. Dạ. Ràng luôn á. Mẹ đâu có nghe mùi gì đâu, bình thường à. Không ổn mẹ ơi, cái mùi nhức đầu quá à. À, chắc là tại vì lâu quá không có xài mùi móc á, mùi móc. Vậy hả? Không được, nghe mùi muốn ói quá mẹ ơi. Có bầu mà. Cho mày biết tay ha. Biết tay bà má chồng mày. Mày ói hả con? Cho mày ói luôn nè con. Con có bầu hả con? Sao ói dữ vậy? Thơm quá mẹ.
Dạ. Mẹ biết là con khoái ăn bò kho cho nên mẹ nấu mà cho con ăn đó. Trời ơi, nghe cái mùi chị không nổi luôn. Con cảm ơn mẹ nha. Không có gì đâu. Mẹ nhất trên đời luôn. Ừ. Mẹ ăn chung với con đi mẹ. Thôi mẹ ăn no rồi, con ăn đi. Ăn chung con hả? Ừ. Vậy con thử nha. Ừ. Chừng nóng. Con nói sao cay hả? Cay. Mẹ đâu có, nãy mẹ nêm vừa lắm uống cay. Không, không phải cay lắm, thiệt nè. Không, không có cay gì hết á. Sao vậy? Cay, trời ơi, cay chịu không nổi luôn. Con nói sao? Mẹ thử đi, mẹ thử miếng đi. Mẹ ăn rồi. Mẹ phải thử thôi, con có nói cay. Con sao cay chịu không được luôn cay, mẹ. Cay mẹ, sao nãy mẹ thử rồi. Đâu có cay gì đâu. Mẹ chưa ăn hả? Ờ vậy hả? Cay mẹ. Đâu có cay đâu. Đâu có cay. Con ăn sao vậy? Cay thiệt, mẹ thử miếng nữa coi. Mẹ thử rồi. Trời ơi, mẹ nói sao chứ nè. Mẹ thử rồi. Đó thấy chưa, con nói cay. Cay lắm. Cay đâu mà cay đây nè. Mẹ ăn mà đâu có cay đâu. Đâu có cay đâu. Đâu có cay đâu. Trời ơi. Đâu có cay. Mẹ ăn sao? Mẹ thử đâu có cay. Chịu anh nổi là cay quá, cay quá. Đâu có cay đâu. Mẹ ơi, lát nữa con với mẹ đi siêu thị mua đồ cho Cu Bo nha. Ủa, mẹ ơi, giọng mẹ ăn sao vậy? Mẹ ăn đồ cay, phân biệt phẩm rồi. Mẹ đừng có nói với con á, là vì mẹ trả thù chị Hoàng Anh nha. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi, mẹ tức nó lắm, nó tối ngày nó nói xấu mẹ không à. Cho nên bên đây, mẹ biết á, nó không thích lòng não, con biết không? Mẹ đổ một đống lòng não vô cho nó hửi cho đã luôn. Rồi mẹ bỏ bò kho, mẹ bỏ xác chế thiệt nhiều vô, nó ăn muốn phỏng lưỡi. Mẹ trả thù được, mẹ vui quá. Trời ơi, nhưng mà mẹ để lông não trong người cả ngày vậy, mẹ không thấy nhức đầu hả? Rồi mẹ có ăn lòng bò kho đó luôn không? Trời ơi, phải ăn chứ, tại nó biểu mẹ nếm mà. Thôi nhưng mà sao, phỏng thì phỏng, cay thì cay, mà mẹ trả được thù, mẹ vui quá. Bây giờ mẹ phải kiếm nước mẹ uống đi. Cay quá, cá một hũ lông não. Ê, cá một hũ sao thế, không cay sao được. Ha. Thôi mẹ cứ bán nha. Ủa mẹ ơi. Gì? Hết táo rồi mẹ. Ừ hết rồi, có gì không con? Dạ không, con hỏi vậy thôi à. Sao chú mà mẹ bỏ tủ lạnh vậy? Đâu phải cái gì bỏ tủ lạnh cũng được đâu mẹ. Với lại mẹ coi nè, chú này chín chưa có đều, hai đầu nó còn xanh lè xanh lét à. Cái này là ngâm quá chất chắc luôn á. Ăn không có tốt cho sức khỏe đâu. Con bỏ nha mẹ. Lần sau mẹ nhớ lựa kỹ kỹ làm con nha. Ok. Mẹ. Cái gì nữa? Sao tự nhiên mua nước rửa chén mà không có nhãn hiệu gì vậy? Cái này không có tốt đâu, mua có nhãn hiệu đàng hoàng, nó vệ sinh hơn mà an toàn cho sức khỏe mình nữa. Mốt lựa kỹ giùm con nha mẹ. Ok, con bỏ này nha mẹ nha. Trời ơi, con này nó quá bắt rồi. Nó là dâu tôi chứ phải bà nội tôi đâu. Mà cái gì tôi bỏ thì tôi mua nước bỏ là sao vậy? Trời, ký đầu nó quá à. Mày tới gần đây, cho biết tay. Ơ Hoàng, Hoàng Anh ơi. Dạ. Sao mắt mẹ bị sốn quá nè. Làm như bụi nó rớt rồi, con coi giùm mẹ thôi. Coi giùm mẹ. Coi giùm mẹ đi. À! Xin lỗi con, mẹ không cố tình. Ôi mẹ ơi, cái gì mà đau vậy mẹ? Mẹ ơi. Hả? Máu. Mẹ bị sao vậy chị? Nhức đầu quá. Nhức đầu quá. Đợi xíu. Nhức đầu quá. Mẹ ơi, đưa mẹ vô, đưa mẹ vô. Nhức đầu quá. Lên mẹ. Đỡ mẹ vô chị. Trời, có sao không vậy? Đợi em xíu. Đi lúc này.
Vậy là mẹ tôi chỉ bị chấn thương phần mềm thôi hả bác sĩ? Đúng rồi, bà chỉ nghỉ ngơi vài ngày thì sẽ khỏe thôi. Cảm ơn bác sĩ nha. Vậy thì mình cũng cảm ơn bác sĩ nha. Trời ơi, không biết sao tự nhiên cái mẹ không lẽ mẹ trả thù chị hai xong bị gà ông đập lưng ông luôn hả trời.